Đó bà con thấy ha. Còn cành nào em còn sót không anh? Chỉ em. Chứ cái vợ mô này. Xin chào quý bà con, mình là Oanh sáng lập kênh siêu thị cây giống. Hiện tại bây giờ Oanh mời quý bà con chúng ta cùng Oanh và đội ngũ của Oanh đi vườn ha. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng bắt đầu thay đổi rồi, chuyển dịch từ mùa khô sang mùa mưa, từ nắng sang mưa khá là nhiều. Nên Oanh nghĩ là các vườn hiện tại bây giờ, đặc biệt là vườn sầu riêng, những cái cây đỏng đảnh nó sẽ bắt đầu có xuất hiện cái hiện tượng là nó làm cho chúng ta khó chịu ở chỗ là nó sâu rầy nhiều, nấm bệnh nhiều. Và ngày hôm nay thì cũng được lời mời của bác chủ vườn, thì mời Oanh cùng với đội ngũ của Oanh tới để xem tham quan cái vườn của bác. Đầu tiên cảm giác khi anh bước vào đây thì đúng là cái vườn này trồng sen tắc quá nhiều. Tắc thì sáng nay vừa hỏi cái giá là giá cũng được 10.200, tức là 10.200 ký thôi bà con ha. 10.200 sáng bị lừa. Tức là bây giờ tắc nó khoảng 5.000 một ký, thì theo nguyên tắc đó là cây sầu riêng khoảng 4 năm có trái, thì khi chúng ta trồng tắc thì chúng ta lấy ngắn nuôi dài. Nhưng mà con sẽ gặp một cái bất cập là gì? Và con thấy khi mà cây tắc như vậy là nó sẽ bắt đầu nó chèn cái cành sầu riêng rồi, và cây sầu riêng nó không có lớn ra được. Và khi mà con nãy mà con có đứng từ xa và con nhìn, và con sẽ thấy cái điều bất cập ở đây là bốn gốc coi như nó bị chấn hết, mới chấn phong thủy hết, nó không có phát triển được ha bà con ha. Nên là bây giờ khi mà chúng ta, khi mà cây nó lớn rồi thì bà con bắt buộc là bà con chúng ta phải ven cành ha bà con ha. Chúng ta phải ven cành, bỏ những cái tắc này đi ha. Cắt cái cây hả? Cưa luôn ha Kiệt. Chơi đi em, cắt đi em. Cưa ngay cái cành bự này đi. Cái cành rìa ở ngoài đó. Đó kia đây, cưa đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cưa ha bà con ha. Chúng ta sẽ cưa bỏ cái tắc đi, giải tỏa cái vụ mà gọi là rậm rạp của cây đi. Tại vì khi mà quá rậm rạp như vậy nó rất là dễ để cho hình thành cái hiện tượng mà cây mà sâu bệnh cùng với nấm hồng nó phát triển ha. Trong thời gian chờ bạn Kiệt cưa thì Oanh sẽ đi kiểm tra cái cây này. Bà con thấy nè, rõ ràng nấm hồng nó bắt đầu xuất hiện rồi nè bà con. Mới chớm rồi nè, vừa chớm xuất hiện rồi. Và bà Thắng Thư trái bìa lá thì nó cũng đã dập một vài cái lá te tua rồi. Và cây thì chưa có hiện tượng đi đọt mới, và cái đọt thì nó cũng không phải là to và khỏe lắm ha. Sức khỏe bộ đọt thì hết hồn, sức khỏe bộ đọt thì nó cũng không im ha bà con ha. Đó, vừa cắt cái nhánh nó ra xong là bà con thấy là tự nhiên cuộc đời nó nở hoa liền ha. Cắt luôn cao, đừng để nó cao. Cắt cao luôn ha, cưa này luôn đi em ơi. Vậy thôi, cưa luôn cái bụi này luôn đi chứ, cắt luôn nhánh cao thì còn gì. Cắt nhánh cao thì nó tỏ ra ở dưới người ta hái được mà. Cắt đi. Cưa nó đi em ơi. Đó. Thì khi chúng ta cưa như vậy thì về cái vấn đề về mặt quang hợp thì cây sầu riêng của chúng ta mới đủ nắng nó chiếu vào, nó mới quang hợp được ha bà con ha. Rồi nói tiếp về cái vấn đề của cái cây này là nó đang bị là nấm hồng nè, bị trái bìa lá nè, hay còn gọi là Thắng Thư nè. Cây sức khỏe yếu nên không đi đọt, khi không đi lọc mới được nữa nè. Rồi cái vá rồi để Oanh kiểm tra xem cái bộ rễ của cây nó như thế nào. Nói về cái mô thì cái mô này so với cái tàn của cây sầu riêng này thì hiện tại bây giờ cái mô này là tàn như vậy là yếu ha bà con ha. Nguyên tắc là cái rễ tới đâu thì cái tàn nó ra tới đó, và hiện tại bây giờ thì chắc chắn với bà con là cây sầu riêng cái rễ nó đã ra tới ngoài đây rồi ha bà con ha. Còn để máy tái lại cắt luôn đi. Bây giờ đối với cái mô sầu riêng này á bà con chúng ta phải tiến hành hạ cấp xuống nha bà con nha. Bà con phải tiến hành, đối với cây sầu riêng này bà con phải tiến hành hạ cấp xuống. Tại vì sao ạ? Tại vì hiện tại bây giờ cái chót lá nó ra tới đây rồi, thì cái rễ sầu riêng nó cũng đã ra tới đây rồi ha bà con nha. Thì khi mà rễ sầu riêng nó ra tới đây rồi mà bà con chúng ta không có bồi đất thêm vào á, thì nó sẽ gặp cái hiện tượng là không có đất ăn, thì cây nó sẽ bị hạn chế sự phát triển luôn ha bà con ha. Quất cái cây bên này luôn đi em ơi, tứ diện cho nó luôn đi, quá tội nghiệp cái cây sầu riêng rồi. Thì cái này thì Oanh chia sẻ với anh, xong rồi có gì là chia sẻ với anh và chú, có gì là chúng ta sẽ thực hiện của nó sau ha. Còn bây giờ Oanh đào lên để Oanh kiểm tra cái bộ rễ của cây, xem cái cây của chúng ta như thế nào ha bà con. Đợi, nó không có lông hút mà nè. Đây nè bà con nè, nói chung là bộ rễ của cây nó cũng có khúc bị thối nữa ha bà con ha. Oanh kiểm cấp nó xuống một chút. Đưa cấp vô. Thì giật cái cấp này xuống nè, nguyên tắc cái giật cấp là sao bà con? Cho cái lớp này xuống phía dưới này ha, hạ giật nó xuống, kéo dài cái bề mặt, kéo dài cái bề rộng của cái mô ra, và sau đó lấy đất bên ngoài lắp vô thêm ha bà con ha. Sao cái mô này nó không thấy hệ thống tưới nước ở đây ta? Đó. Rồi bây giờ để Oanh tỉa cành.
Có ống nước kìa. Nước đâu? Đó, ống nước sát gốc kìa. Trời ơi, bị nữa hả? Thiệt tình. Sao kỳ vậy ta? Sao thấy nhiều trường hợp bà con đặt cái ống nước sát gốc á vậy ta? Ống nước sát gốc như vậy là sai nha bà con nha. Ống nước chúng ta cái nguyên tắc là tàn tới đâu thì nước tưới tới đó, tại rễ nó lan tới đó rồi. Bà con cột cái ống nước sát gốc như vậy coi như là sai hoàn toàn luôn nha bà con nha. Cái này thì nói rồi chiều nay sửa chứ bây giờ em cũng hết giờ rồi. Không, để nó đi anh. Chiều cho chủ vườn họ sửa. Bây giờ quanh sẽ tự bớt những cái cành không hữu hiệu ở bên trong. Và sau đó là chúng ta sẽ tiến hành cái quy trình gọi là chỉ hướng dẫn chia sẻ với bà con chúng ta cái cách gọi là trị nấm hồng và phục hồi một cái cây. Chứ cái cây này giờ nó đứng đọt rồi, nó không đi đọt nữa nè. Nhiều quá hả? Thấy ra nhiều quá Phụng. Bà con thấy không, cái mô sầu riêng mà giờ không có chỗ trụ để bám lên rồi cắt cành nữa, là ý là cái mô này nó quá nhỏ đó. Cắt luôn đi. Chỉnh người nhỏ tóc ra. Cắt cái này như này, cành này là những cành tâm ha bà con ha. Từ cái này là từ cắt khoảng 1/3. 1/3 cái cành từ ngay chứ thân tính ra khoảng 1/3 để chúng ta giải tỏa cho bớt những cái cành tâm, những cái cành con kia. Còn cái cành đực á, ví dụ như bà con thấy bộ lá nó yếu thì chúng ta chừa cái cành đực lại ha bà con ha. Chẳng hạn như cành này cành đực nè, nhưng mà quanh sẽ để lại để mà nó hỗ trợ quang hợp. Chứ bộ lá hiện tại bây giờ nó đang bị cái nấm hồng nó tấn công dữ quá, mà chúng ta cắt luôn là chúng ta sẽ bị mất cái bộ lá, không có đủ lá để quang hợp. Còn cành đực này ở dưới thì quanh cắt nè. Đó bà con thấy ha. Còn cành nào em còn sót không anh? Chỉ em. Chứ cái bơ mô này. Cái cỏ ra đi. Wow, quá trời ha. Khoan, để lấy cái vá đi. Lấy vá hạ nó xuống. Thoáng chưa kìa? Thoáng khỏi ràng thoáng luôn Phụng. Khi chúng bà con thấy bà con nguyên tắc bà con trồng sen là chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải hy sinh. Khi mà cái lúc mà cái cây chính của chúng ta nó lớn rồi là bà con chúng ta phải ấy chứ. Bà con chúng ta phải sẵn sàng hy sinh chứ, chúng ta cứ dung dưỡng cái cây phụ rồi cây chính chúng ta không phát triển được rồi cuối cùng không có được gì hết. Ấy giùm chị kìa. Kìa em ấy giùm chị để chị. Gọi là phan cái cỏ trên xuống. Để cho nó bớt rậm rạp cái chỗ cái gốc cây á, để tránh trường hợp nấm nó trú cho nó ngay củ rễ mà mình không thấy. Quả bó cái phần chết rồi. Cái này là gọi là gì anh? Như lời đồn hả? Cái bà con, khi bà con chúng ta trồng cây á, chúng phần bón vô gốc luôn rồi. Bón vô gốc như vậy, tưới nước ngay trong gốc như vậy là nó sai, nó sai cơ bản luôn nha bà con nha. Vườn vậy không bao giờ lớn được. Cái mô sầu riêng tới bây giờ cành nó tới đây rồi mà cái mô nó còn quá nhỏ như vậy là không có đất để ăn. Rồi hồi nãy là chưa có cắt những cái cây thì bà con thấy nắng không có để quang hợp. Vậy là cây nó không phát triển được rồi ha bà con ha. Rồi cắt cái ống nước luôn. Thì lấy cái cây cắm lại cho chủ vườn. Này cứ. Rồi, như vậy thì đối với trường hợp mà bị nấm khuẩn á thì bà con chúng ta sử dụng dùm quanh cái thằng siêu giáp. Siêu giáp nó có tác dụng là ngăn khuẩn diệt nấm rất là tốt đối với những cái loại bệnh hại như nấm hồng như vậy nè, rỉ sét như thế này nè, tháng thư như thế này là nó sẽ giúp cho bà con chúng ta gọi là tiêu diệt rất là nhanh ha bà con ha. Đối với bệnh nấm hồng hồi nãy như quên nói, sử dụng siêu giáp để tiêu diệt nó, nếu mà để diệt á, thì 7 ngày một lần, 7-10 ngày một lần, còn nếu để ngừa thì khoảng 15-20 ngày một lần. Tại vì siêu giáp nó có tính năng lưu dẫn hai chiều và nó sẽ lưu dẫn rất là lâu ở trong cái cây để giúp cho kháng thể của cây hỗ trợ hiệp lực để mà tiêu diệt cái con nấm khuẩn đi. Còn ở phía dưới rễ á, bà con thấy là hiện tại bây giờ á, là quanh chưa, quanh sẽ giới thiệu sơ thôi, sau khi hạ cái mô này xuống đi rồi chúng ta hãy tưới cái bộ siêu phục hồi vào thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tại giờ bây giờ nếu tưới siêu phục hồi là quanh sẽ tưới cái phần rìa dưới này nè, thì những cái cây rễ ở trên nó sẽ không ăn được. Bây giờ cái mô này bà con phải hạ xuống một cấp ha, chúng ta phải hạ xuống một cấp và chúng ta bồi thêm, tức là sao, kéo cái đất ở trên hạ xuống phía dưới này xong là bồi đất lên thêm để làm gì, để cho cái cây cái rễ nó có không gian để nó bắt đầu nó lan ra và nó ăn. Chứ bây giờ nó muốn đi đọt mới cũng không được tại vì không có đủ đất để ăn ha bà con ha.
đó bà con thấy tiêu diệt mấy cây tắc hai bên là bắt đầu thấy cái cây nó bắt đầu nó xóa sáng lên, mà nó thoáng lên hẳn luôn ha. Đó rồi bây giờ ha, về cái cách hạ mô thì Quanh đã nói chia sẻ là lần nữa là đối với trường hợp của quý bà con ở nhà có tương tự như vậy, tức là cái cành nó vượt quá cái mô rồi ha, thì chúng ta hạ cái cắp sầu riêng xuống để tránh trường hợp đất nó bị chai bị lèn ở mặt trên, và chúng ta bồi thêm đất vô để tạo thành một cái ụ to hơn ha, bà con ha, để tạo thành một cái ụ to hơn ha bà con ha. Ok chưa? Đấy, cái ống nước thì bây giờ hồi nãy ống nước cột ngay gốc thì bây giờ bên Quanh đã chỉnh lại là đem ra bên ngoài rồi. À, chúng ta cột ngay gốc cũng không ok. Bón phân là chúng ta phải tưới xung quanh tán, chúng ta không tưới ngay, không bón ngay gốc giống như nãy giờ chúng ta thấy ha bà con ha. Đó là điều thứ gì không nhớ luôn nhưng mà rất là quan trọng đó. Rồi bây giờ là sau khi mà chúng ta hạ cái mô xong thì chúng ta cần phải làm gì? Ở đây thì cũng tính tưới cho quý bà con xem rồi, nhưng mà hiện tượng thực tế của cái vườn này thì Quanh nghĩ là Quanh chưa tưới được. Tưới như vậy là nó sai quy trình. Khi mà hạ mô xong rồi Quanh sẽ tưới ha. Ha, cái bộ mà để giúp cho cái cây này phát triển mạnh hơn và giúp cho cây phục hồi thì chúng ta sẽ sử dụng là hai gói humic Hoa Kỳ, hai gói Trico humic ha. Chúng ta sẽ cộng với một can siêu phục hồi 5 lít như thế này để mà chúng ta sao ạ? Cộng với một can siêu phục hồi 5 lít này để chúng ta tưới vào trong trong gốc. Còn nếu quý bà con chúng ta mà muốn ngăn ngừa nấm khuẩn ở phía dưới luôn á thì chúng ta sẽ lấy thêm cái chai siêu giáp này chúng ta hòa dung. Tuần nào mà chúng bà con đi siêu giáp thì chúng ta bỏ Trico Humic ra, tại siêu giáp nó ngăn ngừa nấm khuẩn mà nó cũng không phân biệt được cái nấm khuẩn nào là có lợi và có hại, nên là nó sẽ tiêu diệt luôn cả cái con nấm Trico đề ma của chúng ta luôn. Nên là chúng ta tuần nào đi Trico Humic thì chúng ta sẽ bỏ cái thằng nấm khuẩn ra ha bà con ha. Còn ở phía trên á thì bà con chúng ta sẽ phun vòng quanh, nó là thằng vọt đọt sầu riêng. Chúng ta phải phun lên trên lá của nó kết hợp với lần thằng siêu giáp khoảng 7 đến 10 ngày một lần để giúp cho cái cây của chúng ta lá xanh mướt dày, gọi là bóng bẩy hơn ha bà con ha, là cái thứ nhất. Còn thằng siêu giáp, cái tác dụng của nó sẽ giúp tiêu diệt cái nấm hồng đang hiện hữu ở trên cái lá và co cụm lại nấm hồng đó, không cho nó bay đi đâu hết, để mới đầu là vô nó sẽ co cụm lại bao bọc lại con nấm hồng để tránh trường hợp con nấm hồng nó lây lan qua những cái cây bên cạnh, và sau đó nó sẽ tiêu diệt con nấm hồng đó. Và khi mà cái cây được kích thích ra cơ đọt mới bởi cái vọt đọt sầu riêng thì nó sẽ không có còn bị cái bệnh nấm hồng nữa ha bà con ha. Khi rễ khỏe, cây khỏe thì nó sẽ không có bị hiện tượng trái lá nữa. Và bà con nhớ kết hợp với cái quy trình chăm sóc sâu rầy vùng quanh nữa nha. Thì bây giờ thì em có thể quay qua, anh Viễn anh đang hạ cấp cái mô xuống kìa. À, bà con thấy hồi nãy Quanh sức yếu, liệu yếu đầu tên, Viễn nó thôi để cao làm cho. Thì anh đang làm. Hồi xưa là trồng cũng sâu rồi. Trồng cũng sâu đúng không? Thực sự là khi mà Quanh cùng với đội ngũ của mình đi vườn gặp rất nhiều cái vấn đề bà con chúng ta trồng sai những cái cơ bản, mà bên Quanh cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, là bên Quanh cũng đã chia sẻ về vấn đề ống nước là chúng ta không có cột ngay gốc, chúng ta phải di chuyển ra xa, nếu chúng ta ngột ngay gốc cây nó bị ngộp nước, cây nó bị úng rễ ha. Nó diệt khuẩn luôn, với lại nó diệt cái khuẩn, tại vì nó làm tổn thương cái bộ rễ đó. Ừ. Mình tí nữa tưới siêu giáp vô luôn. Vậy bây giờ em pha cái siêu giáp vô chị đi kìa. Này, mình tưới nó lại mà đang mình cào ra đã tổn thương bộ rễ này. Vậy bây giờ cây sẵn tưới siêu giáp thì em pha giùm chị luôn cái siêu phục hồi đi ha, với humic Hoa Kỳ. Đó, đây là tưới nguyên một cái bộ phục hồi luôn ha bà con ha. Đây là Trico là humic Hoa Kỳ ha, vi lượng nha bà con nha. Đây là vi lượng kết hợp với humic nên cái màu nó rất là đẹp, nhìn nó rất là sang trọng ha bà con ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng thêm cái can siêu phục hồi. Nói với bà con nè. Nhiều khi bà con sợ cái ảnh hưởng rễ, không ảnh hưởng đâu, tại rễ sầu riêng nó phân tầng, nó ăn rất là nhiều tầng. Nên tầng trên không có sao. Đây mình tưới, tại khi mình cạo vậy nó bị tổn thương bộ rễ. Dạ. Mình phải tưới siêu áo giáp vô cho nó nóng, cho nó với lại nó diệt khuẩn. Những cái phần mà bị đứt rễ hay này đó là nó làm cho diệt khuẩn, bảo vệ bộ rễ. Giờ bồi ngoài vô. Trục cái len này bồi khí. tối nay về chắc khỏi, anh Diễn khỏi tập thể dục nữa. Tập chưa rồi nè. Hồi nãy em thấy ổ lục, mình xới cái cây bự quá. Nhưng mà cái này phải cào ra tại hồi xưa trồng. Đó. Nghe cô rễ ha. Nghe cô rễ, với lại bây giờ rễ là nó trên này, tầng này rễ này hư rồi. Ừ. Có nghe cũng rễ. Rễ này hư. Bài ra. Nhìn cái đẹp hơn mới nãy không? Thấy nó xanh hơn rồi đấy. Bên kia luôn đi anh, sẵn rồi.
Rồi, để anh Diễn xíu, anh Diễn bươi xong cái mô này rồi cái kẹt lại tưới giùm chị ha. Đừng có sợ đứt hư rễ không sao, tại rễ nó nhiều tầng lắm. Rồi bà con, khi mà bà con chúng ta cắt cành thì chúng ta cắt vào trời nắng nóng, và sau khi cắt xong chúng ta lấy siêu dép chúng ta phục lên, phun hò phun phun lên để ngăn ngừa nấm khuẩn và mau lành vết thương hả bà con ha. Làm đất nó sét quá nên phải, nó bị chai phải không? Chai sét quá thì phải. Rồi, cơ bản là tưới được rồi đó. Rồi tưới đi em ơi. Rồi bây giờ nhờ Kiệt sẽ tưới cái bộ dinh dưỡng phục hồi ở trong cái thùng 10 lít này lên xung quanh cái mô nha em, đừng tưới sâu bên trong quá ha. Rồi tưới lên những cái rễ mà nó đang bị vừa ấy đó. Tai nạn nghề nghiệp. Thì cái dinh dưỡng siêu phục hồi này, hỗn hợp siêu phục hồi này nó sẽ giúp là diệt trì những cái nấm khuẩn đang bị ở dưới ha, rồi xong rồi nó làm lành những cái tổn thương của bộ rễ, cũng như là nó sẽ giúp cho cái bộ rễ chúng ta phục hồi trở lại. Đáng lẽ là bên quanh sẽ đợi nhà chủ vườn làm xong cái mô rồi bên quanh mới làm, nhưng mà anh Viện anh thấy anh chịu không nổi thì anh đã bươi cái mô ra để mà giải tỏa một phần cái nào đó cái áp bức, cái nỗi bực dọc của cái cây của chúng ta. Còn ở trên thì chúng ta sẽ phun cái thằng siêu vọt đọt kết hợp kéo vọt mơ vọt đọt sầu riêng kết hợp với nấm khuẩn ha. Thì khi mà chúng ta phun thì chúng ta đi từ xa như thế này nha bà con. Chúng ta đi từ xa như thế này rồi chúng ta tiến lại gần gần từ từ như thế này ha bà con ha. Hình như là quanh đi ngược chiều à, đứng ngược chiều rồi phải không? Không, em dặn cái bếp để em đổi hướng xíu để tránh vô mọi người. Đây. Đó, khi bà con chúng ta phun thì chúng ta phun luôn cả trong thân nha bà con nha. Phun trong thân luôn để, tại vì nấm hồng nó sẽ ăn lan, nó ăn lan vô tới tận trong thân luôn ha bà con ha. Nó phun ở trên xa luôn, phun toàn bộ bên trong lá, bên ngoài lá, ở trong rồi luôn ha. Phun tứ bề ha bà con ha. Hồi xưa coi cái hài gì nó có vả tứ bề, giờ chúng ta phun tứ bề nha bà con nha. Đó, rồi Kiệt phun bên kia làm chị. Mình dặn chặt vô là nó áp lực nó nhận lên mình không ha. Rồi phun bên kia giùm, cái tán tròn bên kia giùm chị cho nó xong. Nói là không muốn làm đó, nhưng mà do là giờ thấy chịu không nổi rồi thôi làm luôn hả bà con ha. Đó thì khi mà chúng ta phục hồi một cây sầu riêng thì chúng ta phục hồi như vậy, nó sai đủ kiểu hết. Nó phải sai từ ở dưới cái ống nước, từ cái cách bón phân, từ cái cách làm mô, rồi cái cách chăm sóc nó bị sâu bệnh hại, rồi bị nấm hồng, rồi rễ nó bị yếu, không có khả năng vận chuyển dinh dưỡng. Nếu cây sầu riêng này nó cứ để như vậy hoài, nó không bao giờ lớn được. Sai từ cái chỗ là chúng ta trồng sen, mà khi mà cây nó lớn rồi là chúng ta không có gọi là dứt khoát để chúng ta bỏ cái cây đó đi ha. Rồi con cứ để cây tắc thế này hoài thì làm sao mà cái cây nó lớn được. Hồi nãy bốn cây tắc hai bên không có ánh sáng nào chiếu được hết thì làm sao phát được được, đúng không ạ? Rồi ok quý bà con, đây là một trong những cái cây sầu riêng ha, một trong những hiện tượng mà cây sầu riêng chúng ta thường bị gặp phải ở trong vườn. Nên quanh chia sẻ ở đây, quanh rất là mong là video này sẽ chạm đến một vài vấn đề mà quý bà con chúng ta gặp phải, và quý bà con chúng ta đã tìm ra được cái giải pháp cho mình để xử lý cho cái vườn nhà mình. Hãy thường xuyên kiểm tra bộ rễ của cây để giúp cho biết được cái tình trạng sức khỏe của cây như thế nào. Hãy thường xuyên kiểm tra bộ lá của cây để xem cây lá nó có bị sâu rầy nhện đỏ tấn công hay không, có bị nấm tấn công hay không hả bà con ha. Còn bây giờ Quanh nghĩ là video này cũng là đầy đủ nội dung. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều đã dành thời gian cho Quanh cùng với đội ngũ của mình có thời gian chia sẻ và đồng hành cùng với vườn của quý bà con. Rất cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành về câu chuyện cây sầu riêng hả bà con ha. Nếu quý bà con còn bất kỳ băn khoăn gì, bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình, các bạn chuyên viên sẽ hỗ trợ quý bà con chúng ta thật sự nhiệt tình. Và quý bà con hãy đăng ký kênh để thực hiện được xem được nhiều video khác hữu ích hơn, và nhớ like và share video này đến những người bạn của mình cũng đang trồng sầu riêng, chuẩn bị trồng sầu riêng các bà con ha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.